Vô cho mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Thì hiện tại một câu hỏi đặt ra ở đây đó là sau ngày 22 thì cái việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ như thế nào? Giải pháp nới lỏng dự kiến sẽ được thực hiện để hoạt động cộng đồng và kinh tế xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên một số loại hình kinh doanh chưa được mở cửa trở lại. Sau một tuần an toàn thì Hà Nội đã đề xuất chính phủ là ngày 22 tháng 4 nếu không có ca nào mới và các ổ dịch tiếp tục được kiểm soát thì có thể nghiên cứu nới lỏng giãn cách xã hội ở thủ đô. Sáng ngày 21 tháng 4 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho biết là nếu kết quả chống dịch tiếp tục duy trì như hiện tại, thành phố sẽ ra khỏi nhóm nguy cơ cao về dịch Covid-19, từng bước tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội. Trong khi đó thì Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết là chính phủ sẽ cân đối các hoạt động cộng đồng kinh tế xã hội dần trở lại bình thường khi dịch được kiểm soát. Và tiếp theo là một vấn đề được rất là nhiều người quan tâm, đó là sẽ cho mở lại nhiều hoạt động và cửa hàng kinh doanh. Thông tin thêm về việc triển khai các hoạt động nới lỏng giãn cách xã hội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết là thành phố dự kiến cho các cửa hàng kinh doanh trở lại nhưng bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về phòng và chống dịch. Ví dụ như cửa hàng ăn uống là phải đảm bảo khoảng cách trong cửa hàng, khách đến ăn không được ngồi đối diện với nhau mà phải ngồi một chiều như là một số nước đã áp dụng. Ngoài ra là các khu di tích cũng có thể mở cửa nhưng khách vào tham quan phải tuân thủ đúng các quy định và giữ khoảng cách tối thiểu, bắt buộc là phải đeo khẩu trang. Theo ông Chung là nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tốt thì thành phố sẽ cho học sinh trung học phổ thông, có thể là cả trung học cơ sở và học sinh, sinh viên trường cao đẳng đi học trở lại vào tháng 5. Riêng đối với học sinh mầm non và tiểu học đi lại sau đó một tuần để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngay từ đầu thì Hà Nội đã thực hiện song song mục tiêu kép, đó là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế khi bệnh dịch được kiểm soát tốt. Thành phố sẽ tập trung từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế vì không thể đóng cửa mãi được. Song thành phố cũng xác định là chưa thể chủ quan mà luôn phải chủ động trong các giải pháp như là kịch bản trong phòng dịch, chống dịch, ông Trung đã nói. Các loại hình kinh doanh như là quán bar, karaoke, cơ sở massage chưa được mở cửa kinh doanh trở lại. Các sự kiện tôn giáo, văn hóa, thể thao tập trung đông người cũng chưa được tổ chức. Về sản xuất thì ông cho biết thời gian qua các khu chợ trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động trên cơ sở đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Nhờ đó cung cấp đủ các nhu cầu thiết yếu cho người dân về thực phẩm, rau xanh, người trồng rau không bị ế hàng. Riêng người trồng hoa vừa gặp khó khăn do quá nhiều yếu tố, trong đó có nhu cầu tiêu thụ hoa giảm, lãnh đạo thành phố đã đến các khu hoa lớn nhất ở Mê Linh để vận động hướng dẫn người dân chuyển sang trồng cây ăn quả hay là rau xanh. Và sau gần một tuần không có ca nhiễm mới thì Chủ tịch Hà Nội nhận định là công tác kiểm soát dịch đang được thực hiện tốt. Các ổ dịch lớn hiện đang kiểm soát và với các biện pháp quyết liệt, công tác tuyên truyền và vận động người dân hay phòng và chống dịch được thực hiện một cách rất hiệu quả. Dù muốn nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn thì ông Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định là sẽ không có chuyện bỏ hết tất cả các yêu cầu về cách ly. Những nơi có nguy cơ cao như các khu công nghiệp, các nơi từng là ổ dịch như là huyện Mê Linh, thường tính sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng và chống dịch mạnh mẽ. Người dân được yêu cầu là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người và thành phố coi đây là biện pháp bắt buộc. Chúng ta không được chủ quan để tránh tái nhiễm hoặc là lây nhiễm, bởi có trường hợp ủ bệnh không có biểu hiện có lây nhiễm trong cộng đồng. Ông yêu cầu là Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế soạn văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương, các ngành thực hiện. Với người dân thì Chủ tịch Ủy ban Hà Nội khuyến cáo là không nên vội vàng ra ngoài để phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và cũng như là cho xã hội. Đồng tình với kiến nghị nới lỏng giãn cách xã hội của một số địa phương, Bộ trưởng Chủ tịch Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết là tại cuộc họp Chính phủ ngày mai 22 tháng 4 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ quyết định việc này. Dự kiến là Chính phủ sẽ điều chỉnh nguy cơ đối với các địa phương và áp dụng nới lỏng với nhiều giải pháp với các địa phương đã an toàn. Chỉ đạo chung của Chính phủ theo ông Dũng là vẫn chưa nới cho các nơi sát nhập cảnh để ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài. Chủ trương của Chính phủ là ngăn chặn từ bên ngoài, giãn cách xã hội bên trong. Khi có ca nhiễm mới thì lập tức khoanh vùng, cách ly, dập dịch, không để hình thành và phát triển các ổ dịch. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh, khi tình hình dịch đã được kiểm soát, Chính phủ đã dần thực hiện những cái biện pháp nới lỏng để đồng thời cho hoạt động cộng đồng, kinh tế, xã hội trở lại bình thường. Việc đi học lại của học sinh, theo ông Dũng, cũng cần tính toán theo hướng là đảm bảo giãn cách xã hội trong trường học, lớp học, đảm bảo các yêu cầu điều kiện vệ sinh về phòng chống dịch như là khử trùng lớp học, đảm bảo vệ sinh, tính toán quy mô lớp học, cho học sinh đeo khẩu trang, ăn trưa, chia theo ca để đảm bảo giãn cách. Trong hoạt động vận tải công cộng thì người phát ngôn Chính phủ cho biết là sẽ dần cho hình thức này hoạt động trở lại nhưng phải tính toán, ví dụ như đảm bảo lượng hành khách trên mỗi chuyến xe. Việt Nam cũng tính toán cho chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài vào để thực hiện đầu tư, nhưng trước khi họ ra hoạt động tại công cộng thì phải cách ly. Riêng với các hoạt động công cộng như là lễ hội, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo thì chưa được mở lại. Các chương trình hòa nhạc, ca nhạc, thể thao cần dừng hoặc là chờ một thời gian nữa để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng ta sẽ nới lỏng từng bước, từng giải pháp chứ không thể mà ngay lập tức để mở toàn cửa, bỏ hết tất cả các giải pháp phòng chống dịch cùng một lúc. Ngoài ra là Chính phủ cũng chủ động tính toán để dân có thể phục hồi kinh tế. Ngoài những đề xuất của các địa phương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết là Chính phủ đã chủ trương tính toán dần phục hồi lại kinh tế. Theo đó thì Chính phủ căn cứ vào ba tiêu chí là tình hình dịch tễ,
khả năng đáp ứng của hạ tầng cơ sở y tế và khả năng giám sát dịch bệnh. Nếu như ba khả năng này đảm bảo thì có thể nới dần các giải pháp và chỉ đạo đã ban hành. Trong thời điểm này, nới lỏng là cần thiết vì tranh thủ phục hồi kinh tế xã hội. Ông đánh giá là nhiệm vụ phục hồi kinh tế xã hội rất khó khăn vì thời gian này bị tác động và cắt khúc gián đoạn bởi dịch bệnh. Trước mắt là cần phải phát huy nền kinh tế nội tại, tập trung cho nông nghiệp và các sản phẩm có ưu thế trong nước. Và đó là tất cả thông tin mình gửi đến các bạn trong video này. Video này đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.